giải pháp quản lý các cái đối tượng như là sâu đục quả, sâu tơ, sâu xanh, tệp sáp, đầy mềm và bọ trĩ sâu đục quả. Đây là những đối tượng mà nó đã gây hại cho rau màu cũng như là các cái loại cây ăn trái của bà con của chúng ta, và nó làm mất đi cái năng suất đáng kể cho bà con. Chính vì vậy mà hôm nay hy vọng qua cái video này sẽ đem lại cho bà con chúng ta có được những giải pháp cũng như cây hữu ích. Thì thưa bà con, đây là cái sản phẩm Movento, một trong những sản phẩm hàng đầu mà công ty BG Việt Nam nhập và phân phối độc quyền cho chúng ta. Có rất nhiều bà con chúng ta đã biết đến nhiều cái sản phẩm và cái sản phẩm này. Tuy nhiên, về cái cơ chế và cũng như để nắm bắt được rõ hơn về cái tác dụng cũng như là cái ưu điểm của cái sản phẩm này nó mang lại. Chính vì vậy mà hôm nay Nông nghiệp Trải Lòng xin chia sẻ và giới thiệu với bà con để bà con của chúng ta